Cảnh này đẹp quá, thì cho em Pháp với em Thiên lên chơi một xíu, không có tốn tiền mà cho hai đứa em thích. Bữa nay cuối tuần thứ sáu, mai mấy đứa em nó nghỉ, mấy đứa cháu nó nghỉ. À, chỗ ngân đây là gần nè, cho cô chú anh chị coi, không biết cô chú anh chị có thấy ông Xuân Phụng, nó có địa chỉ luôn, quốc lộ 22 xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, và có số điện thoại luôn. Công ty điêu khắc trang trí của chú anh chị. À, hai đứa cháu thì nó thích lắm, có đường tăng nè, có tâm tạng nè, có con ngựa, có đường tăng nữa nè, có bát giới nữa. Có thích không con? Thích không? À, thích ở đây luôn nha. Có con hươu cao cổ nữa nè cô chú anh chị. À, con có lên đó không? Lên con hươu con cổ không? Chú Mãi chợ dắt lên. Anh Mãi tới anh sờ ông đường tăng. Em Thiên đòi xuống. Thôi đi phải. Đi xuống mà. Ở đó, cô Hồng Pháp à? Thôi, gãy chân. Ồ, em Pháp tự nhảy xuống luôn rồi. Ông voi này, ông lùn quá. Còn mà cái ông ngựa nó không cao quá cô chú anh chị. Con ngựa thủy sĩ tới thủy sờ ông tâm tạng với lại ông bắt giới để cho lấy hên nha cô chú anh chị nha. Thủy sĩ nắm tay đường tăng nè cô chú anh chị với lại con ngựa. À, em Thiên sờ cái mặt ông Tề Thiên nè cô chú anh chị. Ở quần dính gai. Quần dính gai kìa. Trời ơi, ông bắt giới rồi cô chú anh chị ơi. Đâu? Đây là ông đường tăng nè. Ai có vũ kìa. Phát bà vua bắt giới. À. Mà đến bà vua rồi. Ở vũ kìa. Đó, con tới con sợ ông ấy. Sợ ấy. Nãy sợ thử rồi. Ăn bà vua bắt giới. Sợ thử sao? Sợ đi, kêu ông coi cho con hết bệnh nè. Cô chú anh chị quay cái khung cảnh chỗ ngang điêu khắc nè, rộng lắm, bán cây cảnh rồi tùm lum luôn. Ấy còn thôi nữa kìa, là con hươu cao cổ của chú chị chưa có xe, có ba bốn con hươu cao cổ bự luôn. Ôi trời, bả đùng, ôi trời, bả đùng kìa, nào còn qua kìa, qua kìa. Thủy đi đường thì anh Mãi em đi đường anh thấy đủ thứ các con á, anh cho em Thiên với em Pháp vào để cho trải nghiệm á cô chú anh chị. Nên ở ngoài đây là đường quốc lộ 22 nha cô chú anh chị nha. Chắc giờ Thủy cũng phải về cho mấy đứa cháu nghỉ ngơi cô chú anh chị.
video của Thủy cũng dài rồi cô chú chị, chắc Thủy xin dừng video tại đây nha. Trước khi dừng video Thủy xin ông bà cô chú anh chị cho Thủy một cái like, một lượt chia sẻ. Cô chú anh chị nào yêu quý Thủy nhớ đăng ký cho Thủy với nha. Nhớ ấn vào cái chuông nữa để nhận thông báo từ video mới nhất của Thủy. Thủy chào tạm biệt ông bà cô chú, hẹn gặp lại ông bà cô chú ở clip sau. Bye bye.